Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Giải quyết mâu thuẫn. Nhưng trên lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 36 đến câu 41. Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: "Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào." Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác, nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili, chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chíp Rơ, còn Phao-lô sau khi đã chọn Si-la và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi, người trải qua xứ Syri và xứ Si-li-si làm cho các hội thánh được vững bền. Câu gốc của bài học: nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Cô-lô-se chương 3 câu 13. Câu hỏi suy gẫm: chuyện gì đã xảy ra khi sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đang hầu việc Chúa một cách đầy ơn? Cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai người là gì? Chúng ta thường giải quyết mâu thuẫn trong sự hầu việc Chúa như thế nào? Kính thưa quý vị, Giăng còn gọi là Mác, anh em họ của ông Ba-na-ba, Cô-lô-se chương 4 câu 10, là người từng phụ giúp trong chuyến truyền giáo đầu tiên của sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba, Công vụ chương 13 câu 5, nên ông Ba-na-ba đề nghị đem theo ông Mác trong chuyến đi này. Sứ đồ Phao-lô không đồng ý vì ông Mác đã bỏ rơi họ nửa chừng trong lần truyền giáo trước, Công vụ chương 13 câu 13. Vấn đề trở nên căng thẳng giữa sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba khi họ cãi nhau về công việc Chúa mà ông Luca mô tả là dữ dội. Kết quả họ đã phân rẽ nhau, sứ đồ Phao-lô chọn ông Si-la cùng đi, còn ông Ba-na-ba dẫn ông Mác qua đảo Chíp-rơ. Mâu thuẫn trong khi thực hiện công việc Chúa là điều không tránh khỏi. Sứ đồ Phao-lô là người sốt sắng, nóng cháy về công việc Chúa, nên giải quyết bằng cách đổi người để chuyến truyền giáo không bị ảnh hưởng như lần trước. Ông Ba-na-ba giải quyết ôn hòa như bản tính vốn có của ông bằng cách đem ông Mác theo và chuyển qua truyền giáo ở một khu vực khác. Mâu thuẫn của hai người không phải là do xung đột cá nhân hay thù oán, nhưng do ai cũng sốt sắng vì công việc Chúa. Họ phân rẽ nhau để từ một đoàn truyền giáo trở thành hai đoàn, là cách để tránh mâu thuẫn gia tăng dẫn đến xung đột. Hai ông không khư khư cãi nhau để quyết giành phần thắng về mình, nhưng họ đã vượt qua thách thức khi giải quyết mâu thuẫn cách ôn hòa, hướng về lợi ích chung của công việc Chúa, chứ không hướng về mình. Dù có cách hành xử trái nhau, nhưng hai giáo sĩ Phao-lô và Ba-na-ba cuối cùng cũng bỏ qua bất đồng để tiếp tục công việc Chúa. Chúng ta biết về sau sứ đồ Phao-lô thấy được sự thay đổi thực sự của ông Mác, nên đã vui dùng chàng thanh niên này như một đồng sự hữu ích cho chức vụ của ông. Timôthê nhì chương 4 câu 11. Sứ đồ Phao-lô đã dạy con dân Chúa tại Cô-lô-se: nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Cô-lô-se chương 3 câu 13. Ai cũng có lúc sai lầm, bất đồng, mâu thuẫn nhau trong khi hầu việc Chúa. Cách giải quyết không phải là hơn thua, nhưng là nhường nhịn và tha thứ nhau vì lợi ích của công việc Chúa và hội thánh. Khi chúng ta cùng nhau hướng về Chúa để phục vụ, thì mọi mâu thuẫn nếu có cũng sẽ có những phương cách vượt qua để công việc Chúa không bị ảnh hưởng. Chúng tôi cùng cầu nguyện. Lạy Cha Thánh, xin cho con đặt lợi ích của hội thánh và công việc Chúa lên hàng đầu, để những mâu thuẫn nếu có xảy ra giữa chúng con sẽ giải quyết nhanh chóng
và không ảnh hưởng đến sứ mạng truyền giáo Chúa giao phó. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thường để cái tôi lên hàng đầu khi giải quyết mâu thuẫn không? Nhường nhịn hòa hợp lẫn nhau, xua tan mâu thuẫn cùng hầu việc cha. Thứ tha như Chúa thứ tha, yêu thương như thể một nhà anh em. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.